nhìn lên máy chiếu. Hôm nay mình sẽ làm cái logo của Phương Nam. Như vậy cái logo của Phương Nam thì nó có một phần nó giống như là cái logo điện lực lúc nãy mình làm. Lúc nãy các bạn xem video đó thì nó có cái đoạn này giống nè. Rồi cái phía bên này cũng giống. Vậy bây giờ mình chỉ quan tâm thêm ở cái chỗ là cái bông lúa này với lại cái chữ Phương Nam. Như vậy mình làm như thế nào để cho nó ra được? Thì công cụ hôm trước chúng ta có một số cái là cái plan thì mình cũng học rồi, tức là nó sẽ kéo đối tượng được sinh ra từ hai đối tượng đầu và cuối, sinh ra nhiều đối tượng ở giữa. Rồi bắt đầu mình sẽ làm cái bài này. Cái này tạm thời gác qua đây. Mình sẽ lấy một cái hình tròn bằng cái hình tròn này để làm mẫu. Nhấn Ctrl xuống. Đó là tương đối thôi. Tương đối. Như vậy mình có thể làm lớn hơn tí, nhỏ hơn tí. Khi nào mà các bạn thiết kế logo thực sự cho khách hàng á, thì lúc này các bạn phải có tỷ lệ. Nếu như bạn tạo ra logo cho khách hàng thì bạn phải học thêm một cái quy tắc là tỷ lệ logo như thế nào. Còn nếu như người ta đưa mẫu cho các bạn thiết kế thì thường người ta sẽ đưa kèm theo các bạn quy tắc đó. Ví dụ đường tròn là bao nhiêu thì cái phần bên trong này sẽ là kích thước bao nhiêu, cái răng cưa này là bao nhiêu, thì tùy theo cái yêu cầu của khách hàng. Còn mình bây giờ mình làm theo mẫu. Một đường mình cần, hai đường mình cần, tí nữa mình có cái đường bên trong nữa là cái đường nhỏ này, 3 4. Đó, như vậy mình đang cần những cái đường như thế. Mình lấy nó ra, lấy ra ngoài để mình làm. 1 2 3 4, 4 đường mình cần. Như vậy ở đây mình sẽ lấy cái đường ngoài cùng để mình cắt cái biên của răng cưa. Cái biên của cái răng cưa thì nó là nó thẳng chứ nó không có bo góc. Như vậy chỗ này mình sẽ làm cái răng cưa nó dạng hình gì đây? À, hình thang. Rồi cái đường bên trong nó là bình khuyên, mình lấy một phần thôi. Như vậy một phần ở đây mình sẽ thấy là mỗi cái khoảng của răng cưa này là bao nhiêu độ, từ cái răng này qua răng kia là bao nhiêu độ, từ đây đến đây là 90. Mình có 3 khoảng, như vậy một khoảng lại là 30 độ. Rồi tí nữa mình sẽ làm 30 độ. Mình làm cái này trước, cái màu xanh này trước. Như vậy mình lấy cái đường này và cái đường ngoài. Bây giờ mình sẽ tô màu đi. Tí nữa mình tô màu lại cho nó giống. Bây giờ mình tô tạm như thế. Như vậy nếu mà mình tô như vậy đó thì nó sẽ tô hết luôn cả trong cả ngoài. Nhưng mà mình lấy có cái đường này thôi thì mình làm sao? Mình dùng cái gì? Trim cũng được. Mình làm nhanh hơn nữa. Combine. Nhớ công cụ này không? Số chẵn đối tượng thì nó tự biến mất. Chỗ này là số chẵn nè, ở cái vùng bên trong này là số chẵn, là đường tròn nhỏ và đường tròn lớn luôn. Còn cái viền ngoài này chỉ có đường tròn lớn thôi, là số lẻ. Số lẻ đối tượng thì nó giữ lại ha, nhớ cái công cụ này. Như vậy mình đã được cái viền bên ngoài rồi. Nếu như bạn muốn lấy màu cho nó giống thì bạn chọn công cụ tô màu. Và bạn sẽ sử dụng công cụ tô màu ở đây đi. Mình dễ lấy màu. Công cụ tô màu. Lấy cây bút màu, chấm vô đây. Như vậy là màu của chúng ta nó đã được copy qua rồi. Đó, màu đã được copy qua. Click chuột phải bỏ biên. Bây giờ làm cái răng cưa. Răng cưa thì mình sẽ làm theo cái hình bên trên này cho nó dễ nè. Đó, tương đối hình bên trên. Được chưa? Rồi mình sẽ
Giờ nó vui nó lên rồi. Cảm ơn em. Rồi mình kéo cái đỉnh này ra. Như vậy mình kéo ra cho nó xiên ra. Mình lấy một nửa ha, lấy một nửa. Lấy đến đến đây đi. Rồi. Ok. Bây giờ nếu mình kéo cái đỉnh này là kéo không được các bạn. Nó là hình chữ nhật mà nó có cái tính chất của hình chữ nhật, các cái góc nó liên quan với nhau. Nếu mình chỉnh một góc là nó đi hết các góc khác. Cho nên bây giờ mình chỉnh một góc nó không được. Và nó có cái chỗ này góc bo tròn. Như vậy mình biến cái hình này nè. Nó đang ở cái đối tượng là rectangle, là hình chữ nhật. Mình sẽ chuyển nó sang cái dạng một cái hình bình thường là có bốn cái cạnh nối lại thôi, chứ nó không còn tính chất của hình chữ nhật nữa. Thì các bạn click chuột phải, các bạn chọn Convert to Cover. Như vậy cái đối tượng mới của mình này nè, nó không còn cái tính chất đó nữa. Bây giờ bạn đưa con trỏ vô đây, bạn kéo một cái là nó không còn tính chất hình chữ nhật nữa. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ sửa cái gì ở đây. Bạn sẽ lấy cái công cụ chỉnh sửa này, bạn kéo nó ra. Được không? Như vậy là mình đã có được một bên rồi đúng không? Mình muốn có lại bên này thì làm sao? À đối xứng qua. Đối xứng qua là mình có được miếng thứ hai. Bạn sẽ đối xứng. Đây, công cụ đối xứng. Nếu mà nó không có công cụ này thì mình mở ở đâu? À mình mở ở trong object. Ở đâu đây? Object transformation. À mình mở nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ đối xứng theo trục đứng. Tâm đối xứng nằm ở đâu? À đúng rồi, bên trái. Một đối tượng cần copy. Như vậy mình đã có được cái đối tượng của mình. Nó là cái răng cưa là cái này. Dạ, yeah. Mình sẽ queo lại để cho nó tạo thành một đối tượng duy nhất. Được không? Hai đối tượng, bây giờ mình tạo thành có một đối tượng thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa vô trong cái hình của mình. Cái hình của mình nằm ở đây. Mình cầm cái điểm này. Đưa vô not. Dạ. Yeah. Đó, đưa vô not. Mình nhích lên tí xíu. Rồi. Xong. Cái này mình cũng tô màu. Tô màu cho cái đối tượng này một màu. Không cần biên. Như vậy mình thấy là nó đã ẩn vô rồi đó. Nhiệm vụ của mình bây giờ là xoay nó một góc 30 độ. Đúng rồi. Xoay nó một góc 30 độ. Xoay một góc 30 độ. Tâm đưa về đâu? Lít chuột một cái nữa. Tâm đưa về giữa đường tròn. Xoay một góc 30 độ. Copy. Vậy là không đúng rồi. À xoay cô bên phải. Vậy thì góc chỗ này sẽ là trừ 30 độ. Đấy, mình cần đến chừng này. Đúng không? Mình cần đến chừng này. Tại sao mà thầy không có để nữa mà thầy lại mệt lại? Tại vì nếu như mà bạn để nữa đó thì lúc mà bạn click chuột, bạn kéo tâm nó sẽ lệch. Bây giờ mình sẽ cắt đi. Cái phần nào mình không xài mình cắt. Đây, dùng trim cắt bỏ nó đi một nửa. Nhưng mà chính cái đường này mình cũng cắt cái đường tròn luôn, cắt cái đường tròn luôn. Cho nên là mình lấy cái hình chữ nhật này, mình lấy cái hình chữ nhật mình cắt cái đường tròn luôn. Rồi, hình chữ nhật trim đường tròn là một, bị lệch rồi. Trim, các bạn bấm chính xác. Rồi, trim đường tròn là một. Hình chữ nhật này
đồng thời bạn sẽ trim cái răng cưa này là 2. Bây giờ làm sao để mình kéo cái hình chữ nhật này qua đây? Xoay. Ồ, bây giờ xoay thế nào? Vấn đề là xoay thế nào? Thử nhé. Mình xoay 30 độ đi, không copy, tức là mình xoay nó thôi. Tâm xoay về đây. Cắt được. Đúng không? Rồi. Mình lại dùng nó để cắt hình bình khuyên này là 1. Lại dùng nó để cắt răng cưa này là 2. Xong, mình xong cái phần răng cưa. Đến phần hình tròn bên trong. Hình tròn bên trong này mình copy cái đường này vô. Lúc trong cái clip trước á, thầy có nói nếu cái trường hợp chỗ này nè thì mình có thể dùng cái gì? Cái này mình có thể là dùng cái độ dày của nét vẽ. Độ dày á. Nhưng mà khi mà các bạn dùng độ dày của nét vẽ thì nó sẽ bị lỗi. Nếu như bạn scale cái hình đó, bạn kéo lớn hoặc nhỏ nó sẽ bị lỗi. Lỗi ở chỗ nào? Thầy giả sử nè, bây giờ thầy chưa cắt gì hết. Lúc nãy mình quên để cái hình chữ nhật để mình cắt ở đây luôn ha. Tí nữa mình phải làm lại. Nếu như ở đây mình sẽ sử dụng cái line của nó đi. Rồi, ví dụ như nó lớn như thế. Bây giờ mình thấy là nó tương đối với cái này đúng không? Giả sử mình chọn scale cho nó nhỏ lại. Bạn thấy cái nét này sao? Quá bự so với cái logo. Còn nếu trường hợp mà bạn scale cho cái hình này lớn ra thì nó quá nhỏ. Cho nên là chúng ta không dùng cái độ lớn của nét được, mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta không dùng độ lớn của nét, mà chúng ta sẽ dùng hai cái đường tròn. Rồi chúng ta lấy cái phần bình khuyên đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ copy vô. Chúng ta muốn lớn nhỏ bao nhiêu thì chúng ta chỉnh. Đó. Rồi cũng tương tự đúng không? Chúng ta chọn đường tròn trong, đường tròn ngoài, compile lại, tô màu cho nó. Bây giờ bạn scale cỡ nào thì nó cũng theo tỷ lệ. Nó không bị cái lỗi như lúc nãy. Như vậy mình tránh cái trường hợp cái lỗi đó. Quay trở lại mình cắt lại. Cái này là quên ha. Mình quên mình lại bỏ cái hình chữ nhật đi. Cho nên là mình phải cắt lại lần nữa. Trim. Không phải, góc bên này mới đúng. Góc bên này mình xoay nó mới vô. Tâm ở đây. Ok. Trim. Rồi. Bỏ viên đi. Rồi, xong. Tiếp tục. Hình bên trong này. Hình bên trong này đó. Thì cái màu trắng này là tùy theo cái công ty người ta yêu cầu. Bây giờ mình thử đi cái mẫu thì nó làm sao. Tại vì sao thầy phải nói như thế? Ví dụ bây giờ cái mẫu này mình tô một cái màu xanh khác. Rồi. Như vậy thì cái chỗ đường trắng này nó là màu trắng. Còn nếu như khách hàng người ta muốn mình chỗ này là bị cắt luôn thì nền màu gì nó sẽ nổi lên màu đó. Thì tùy cái cách mình thiết kế. Như vậy nếu mà
cái này nó là cái viền trắng thì mình tạo đây một đối tượng. Còn nếu như nó là bị cắt thì mình tạo cái đối tượng đó ra, mình lấy cái đối tượng đó, mình cắt cái đường tròn này đi là xong. Hiểu chỗ này không? Rồi để thầy thử các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ làm cái đường giữa trước. Đường giữa mình tạo ra cho thầy một cái đường thẳng. Mình nối từ điểm giữa ở điểm 1/4 qua điểm 1/4. Tại sao mà ở đây người ta làm ngắn mà thầy làm dài? À đúng rồi, chứ nếu mà mình làm ngắn quá mình không biết vẽ từ đâu hết, nó khó hơn. Mình làm cái gì dễ mình làm. Ở đây một là mình dùng cái đấy, hai là mình dùng mũi tên đó. Mình dùng mũi tên, nó có mũi tên sẵn thì mình xài mũi tên. Đây, xài thử cái mũi tên này coi. Mình xài mũi tên đi. Xài mũi tên này mình chỉnh lại. Ừ, tí nữa mình xây. Tí nữa mình xây. Mình sẽ xây nó. Bấm Ctrl vô xây cho nó thẳng. À, chọn đối tượng này, chọn nhấn Shift đường tròn, nhấn C E. Nó tự động canh lề vô. Rồi cho chỉnh cái nút này. Được chưa? Nó gọn lại đúng không? Gọn lại. Gọn lại thì mình sẽ cho cái này nhỏ lại. Đấy, xong. Như vậy mình coi thử là để cho cái đường này nó có cái kích thước là bao nhiêu, thì tí nữa mình làm mấy cái đường kia có kích thước bằng nó mới đẹp. Chứ mình làm nó lớn hơn nhỏ hơn thì nó lại không đều. Như vậy mình sẽ lấy một cái hình chữ nhật mình vẽ thử từ đây qua đây. Cạnh ngang của nó là 3.23. Rồi xây cái cạnh này thì ngang qua. Nhấn Ctrl. Như vậy thì cái độ rộng là chắc chắn bằng đúng không? Đó, độ rộng là chắc chắn bằng. Center đâu rồi? Ok. Nó rộng ra ngoài luôn hay là sao? Nó rộng ra ngoài tới biên luôn. Như vậy khi mà nó tới biên luôn á thì chắc chắn là các bạn không biết biên ở đâu hết. Cho nên mình phải vẽ phủ luôn. Sau đó mình làm gì? À, mình lấy cái phần giao nhau thì nó ra được cái mình cần. Như vậy bây giờ mình sẽ lấy là đường tròn nè. Đường tròn giao với cái đường thẳng đó. Nhưng mà có giữ nguồn lại không? Giữ cái đường tròn lại. Có cần giữ đường thẳng không? Không. Insert width. À, như vậy mình tô cái này màu xanh luôn đi. Cái này mình có màu trắng. Cái này mình có màu trắng. Bỏ biên. Bỏ biên. Ok. Bây giờ mình chỉ vẽ hai cái cung nữa là xong. Hai cái cung này. Hai cái cung này nó là cái gì? Đó, nó là đường tròn đó. Đúng không? Đường tròn cỡ chừng đây. Rồi, ok. Nó là đường tròn. Bây giờ làm sao để mình có được cái độ dày là 3.238.
mm. Làm sao để mình có được cái đó? Công cụ của chúng ta, contour. Mình tạo ra một cái đường một thôi. Độ lớn quên copy rồi đúng không? Mình nãy mình copy độ lớn chưa? Chưa. Đây, độ lớn. Chọn công cụ contour độ lớn. Được không? Cho nó lớn ra bên ngoài. Như vậy thì cái đường này của mình nè, à, nó có độ lớn bằng luôn với cái đường màu trắng này. Bởi vì mình copy vô cái thông số của thằng contour, nó tạo ra một cái đối tượng bằng luôn. Đó, nhưng mình không có chỉnh, mình chỉnh nó khó lắm. Tương tự như vậy, hai cái đối tượng này nó là đang sử dụng cái contour, cho nên là bạn không có thể queo được hai đối tượng này. Mình không có compare, không có làm được. Thì lúc này mình phải làm gì? Bẻ nó ra. Convert to cover. À, lít chụp ở cái đường ngoài. Chọn Break là tách hai đối tượng ra. Đây một đối tượng, đây một đối tượng khác. Như vậy nó quay lại một cái bài toán bình thường. Đó. Bây giờ làm sao canh vô đây? Trước tiên là mình canh giữa thể chiều đứng. Chọn đường này, chọn đường tròn. Nhấn C. Nó canh giữa thể chiều đứng. Và kéo nó xuống. Bây giờ mình muốn kéo nó xuống nhiều hay ít thì tùy mình. Kéo xuống cỡ đây. Ok, vậy đi. Rồi chỗ này mình sẽ làm gì? Cũng lấy phần giao nhau. Lấy phần giao nhau. Dùng đường tròn. Rồi, cũng giữ lại. Đó, mình lấy được cái phần giao nhau thôi. Rồi cái phần giao nhau này mình copy xuống dưới. Đối xứng qua đâu? Đối xứng. Rồi ok, mình thử ha. Mình thử đối xứng qua, thử coi nó có qua không. Đối xứng trục ngang tâm đối xứng, chuyển về center. Không được. Cái đó nó chỉ có tâm xoay thôi, còn đối xứng nó không được. Vậy giờ sao đối xứng qua? Như vậy khi mà mình đối xứng á, thì nó chỉ dựa vào bốn cái điểm neo, các cái điểm neo này thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đối tượng, làm sao mình biến nó có cái điểm neo này, bằng cách vẽ thêm một cái đường dưới này cho thầy. Như vậy bây giờ đường mới vẽ với cái đường này có phải là nguyên khối không? Nguyên khối. Đối xứng ở đấy. Phải không? Nguyên khối. Thì bây giờ một mình nó thì nó không có cái đáy dưới. Vậy bây giờ mình vẽ thêm một cái đường nữa để tạo đáy dưới cho nó. Tiểu xảo thôi. Các bạn làm quen các bạn sẽ hình dung ra được mình sẽ làm gì. Còn bây giờ các bạn mới học cho nên thấy nó hơi khó. Nhưng mà cứ từ từ làm dần dần nó cũng quen thôi. Cái gì nó cũng phải bắt đầu từ khó khăn rồi nó mới đến dễ dàng. Không có con đường nào mà tơ lụa cả. Đúng không? Không có con đường nào tơ lụa cả. Rồi, mình xong cái phần bên trong. Đến phần chữ. Chữ thì có vẻ không khó lắm. Mình sẽ gõ vô đây chữ Phương Nam. Cho nó in đậm lên. Chữ ở đây nè, font người ta đang dùng là Times New Roman bởi vì nó có đỉnh, có cạnh, có cái góc
ngay chữ, còn cái chữ mình đang dùng là area, mình thử đổi thành time. Đó, như vậy cái font chữ nó sẽ khác. Chú ý cái font chữ nha. Cỡ chữ bằng chưa? Cỡ chữ hơi nhỏ, 24, 36. Chắc cỡ này đúng không? Lớn hơn 36 thì 32. Đó, rồi 32. Các bạn gõ chữ xong, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đường tròn, tạo ra một cái đường tròn để mình áp cái chữ vào. Các bạn copy ra cho thầy một cái đường tròn. Rồi lấy cái chữ này áp vào. Chữ này mình cũng chọn màu, màu cho đối tượng. Rồi màu có xong. Các bạn sẽ lên cái thanh menu nè. Cái bài chính là mình đang nói nè, test fit test to bat. Bat là gì? Đường, đường, đường dẫn. Các bạn thấy mình đưa đi đâu nó nhảy theo đó không? Đó, 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 đó. Đưa đi đâu nó nhảy theo đó. Bây giờ mình sẽ đưa xuống đây. Ổn không? Mình như không phải đúng không? Rồi lật nó lại, lật nó lại lần nữa. Khoảng cách, khoảng cách so với đường nó quá xa, giảm cái khoảng cách so với đường, khoảng cách so với đường xuống, giảm cái khoảng cách này. Rộng ra nữa phải không? Rộng ra đến ngoài này luôn. Ok. Rồi xong. Cái này mình đã có chữ Phương Nam. Cái đường này mình bỏ đi, mình không cần xài cái đường này nữa. Convert to cover. Rồi cái đường này giờ nó độc lập rồi. Chứ còn nếu mà bạn không có convert to cover là cái đường với cái chữ nó dính nhau. Nhưng mà nó dính á, thì mình chỉnh được, mình đẩy cái chữ tới đẩy chữ lui được. Còn bây giờ mình đã convert to cover rồi là khỏi chỉnh, không chỉnh được nữa. Ok. Bây giờ đến chiếc lá nè, nhìn nó mới hấp dẫn. Chiếc lá mình sẽ lấy cái này là người ta vẽ bằng tay, còn mình có thể là dùng đường tròn cũng được, còn không thì các bạn vẽ bằng tay cũng được. Ừ, dùng pen cũng được, mà cái này là người ta vẽ tay, dùng pen cũng được, hoặc là dùng 3 điểm cũng được, dùng B cũng được. 1 2 1 2 3, rồi kéo nó ra. Đó, kéo nó ra. Rồi dùng 3 điểm thử coi. 3 điểm. 1 2 3. Ok. 1 2 3. Rồi về đi, mình có một chiếc lá. Và cũng tương tự nha, mình đừng có lấy cái này là độ dày của biên, mà các bạn phải cho nó contour một cái khoảng cỡ 1 mm, coi nó ra cái gì. 1 mm
0,8, 0,6. Ok. Rồi. Tương tự như thế, bẻ gãy nó ra và chọn cả hai đối tượng này cầm bay lại, có màu, bỏ biên. Vậy mình đã có được một chiếc lá, một chiếc lá. Rồi mình sẽ vẽ thêm một cái đường thẳng vô đây. Nói chung mình vẽ đường thẳng trước đi, mình vẽ đường thẳng trước đi. Nếu bạn nào làm cầu kỳ thì làm cầu kỳ thì vẽ kỹ, còn không thì mình cứ làm đơn giản trước. Được chưa? Rồi, chấp nhận. Copy nó ra, rub nó lại đi. Copy nó qua đây. Nhấn Ctrl. Khi mà bạn kéo từ bên này qua nè, bạn nhấn Ctrl là tự nó đối xứng luôn. Click chuột phải, nó tạo ra chiếc lá khác. Còn không thì bạn dùng công cụ đối xứng qua cũng được, cách nào cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Rồi, chọn nguyên cái này tạo thành một group. Đưa lên đây. Copy. Hả? Đúng rồi, nó sẽ nghiêng. Rồi từ từ nó sẽ nghiêng. Rồi dùng plane. Các bạn kéo từ đối tượng này lên đến đây. Ở giữa nữa là bao nhiêu đối tượng nữa là được. Mình cần tổng cộng 11. 9, đúng rồi. 9. 9 đối tượng. Bây giờ cái đường này mình cho nó vô giữa lại đi. Rồi, mình đưa cái lá này. Đưa cái lá này. Fit to bat. Như vậy công cụ của chúng ta là plane. Khi mà các bạn bấm công cụ plane thì trên này nó mới xuất hiện cái bảng công cụ cho mình nè. New bat. Đưa vô đây. Rồi, mình sẽ chỉnh. Mình sẽ chỉnh. Điểm này kéo xuống đây. Điểm này kéo lên đây. Chưa giống đúng không? Chưa giống. Này là màu. Này là màu. Nó sẽ cho mình xây cái đối tượng. Đối tượng cuối. Đối tượng đầu. Mình thấy có chuyện gì đang xảy ra. À, nhỏ dần. Đang bị nhỏ dần. Đâu rồi ta? Mm-hmm.
khoảng cách nó khuất ở đâu hay sao nhỉ? Nó còn có một cái công cụ nữa để cho mình chỉnh cái đây coi plan. Để thầy chuyển qua chế độ lớn coi nó có hiện ra lại không. Đúng rồi. Tại sao? Plane object. Ok. Rồi. Sau khi mà mình plan rồi thì cái đối tượng của mình nó bị nhỏ ở đây nè. Các bạn sẽ mở giúp cho thầy cái
công cụ của chúng ta. Thủy Hù nó gọi kỹ thuật lên quá. Khó chịu vậy. Lên chưa? Kỳ quá. Phải làm đi, làm được thử lại từ từ coi, nhớ đến đâu. Bài này là tương đối khó, nhưng mà làm từ từ. Thank you.
mấy bạn mới mới vô, có bạn nào mang cái sạc Miro sạc của Oppo? Oppo USB nhỏ thì bỏ lên cơ sở 1 hay cơ sở 2 mất tiêu. Ừ rồi, ok, để cắm vào cái máy tính. Kỳ vậy, tắt luôn là sao? Tắt luôn là sao?